em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Hôm nay là trời không thương tôi anh em. Bởi vì sao? Bởi vì trời mưa rất là to. Mưa rất là to với lại mít nó hết pin luôn. Lên tới đây là mít rút hết pin luôn. Cho nên phải quay chay. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em một chiếc Kawasaki Z800 nồi đồng khối đá 4 máy, giá rẻ chỉ có 169 triệu thôi. Cái con xe này mình năn nỉ chủ xe bán 2 tháng mới được á anh em. Rồi đây, bây giờ mình sẽ cho anh em nghe tiếng tô của xe nha. Mình nhanh chóng mà đi thẳng lên trên này đi. Mưa quá, mít hết bên nữa, nói chuyện rất là to. Bắt đầu vào đeo gò bắp. Rồi. Mở cái anh gò bắp này. Ép xe tan nát tình lành nghỉ sớm. Em nghe nói tôi gò bắp giờ này. Lỡ đi tới đây rồi, mít hết pin, trời mưa. Quay luôn cho anh em luôn, cố gắng nói hết sức có thể. Nha. Thì đây là Kawasaki Z800. Hiện tại cái con xe này giá rất là hợp lý cho anh em mới tập chơi xe. 4 máy, tê tái, nồi đồng cưới đá, rất là bền. Nói rất là mệt. Đấy. Thì con xe này hiện tại rất là ken, đuôi zin, bô zin còn đầy đủ luôn, có hỗ trợ rút gốc cho anh em luôn đó. Đồ độ thì nó có những gì? Quan nhân đây, chìa khóa zin đầy đủ đây, chìa khóa zin đầy đủ. Ôi, anh ơi ploy anh nói giùm mình luôn rồi. Rồi bây giờ tiếp ha, tiếp theo là mã lực của nó. Theo như mình biết là mã lực của nó là 111 mã lực đó, rất là mạnh. Rồi thì theo đánh giá của mình á, thì cái con Z8 này nó hầm hố hơn Z9 và nó cơ bắp, nó gấu hơn, nó gấu hơn Z1000. Nói hơi mệt, không có mít. Rồi thì tiếp theo là về cái phần tiêu hao nhiên liệu của nó thì nó tầm, nó ít hao hơn Z1000 nha, tại vì nó chỉ 800 phân khối thôi. Nó tầm 16-17 cây một lít, 16-17 cây một lít xăng. Rồi tiếp theo cho anh em xem, chủ xe rất là kỹ luôn, xe rất là mới, anh em xem clip cũng biết rồi. Ở đây là ốp carbon nè, nhúng carbon nè anh em, đó carbon nè, thấy chưa, trời mưa đó anh em thấy chưa, carbon rất là đẹp, mưa nhưng mà vẫn đẹp đó. Đó. Coi nè, cổ bô can xà bang luôn, xe 215 nhưng mà để chân thôi, odo mới có 14.000 à, odo là 14.000 luôn ấy. Hôm bữa thì lấy xe trong đêm, hôm nay thì quay trời mưa, quá là buồn luôn. Vỏ nè, gai đầy đủ nè, bây giờ rất là đẹp. Anh em thấy chưa, gai đầy đủ, quay gần cho anh em xem. Ê, sao lên 7 màu, mưa xuống lên 7 màu nè, thấy không, trong clip có lên 7 màu không, ở đây lên 7 màu nè. Wow, hay ha. Đó, thấy chưa, mọi thứ rất là hoàn hảo, xe rất là đẹp. Quay qua đây cho anh em coi cục máy luôn nè, đẹp lắm anh em.
Đó, carbon nè, dùng carbon nè, rất là đẹp, rất là kỹ luôn, mọi thứ can. Không trời mưa là nó còn đẹp nữa đó anh em. Thì đây, đây là cái con xe theo Minh trải nghiệm nó nha. Minh đã trải nghiệm nhiều dòng rồi, nhưng Minh vẫn thích cái dòng này. Bởi vì sao? Đi trong phố rất là linh hoạt, với lại mình chở bạn gái phía sau rất là ok. Cái yên này nó bự hơn cái yên của Z9, lại nó vừa phải á, chở bạn gái rất là ok luôn. Con này đã hạ yên rồi, ngồi rất là thoải mái. Minh 1m7 nè, ngồi rất là thoải mái. 1m6 vẫn ngồi được, tại vì nó đã hạ yên rồi, nó đã hạ yên xuống rồi nha. Đó. Đó là nó lỡ bạn mà. Đây mình lên trường đua của anh mình chơi, chẳng review con Z8 mình mới lấy hôm bữa về cho anh em xem luôn. Không khí ở trường đua rất là nhộn nhịp, toàn là ý ẹ rất là rồi. Thì tiếp theo con này thì cái bản này nó không có ABS nha anh em, nó là 2 tháng 7 trước. Chống đổ nè, có chống đổ luôn anh em, giờ khỏi cần làm gì. Chống đổ nè, chống đổ nè, mọi chức năng okay hết. Đây, qua đây xem hai chìa khóa zin đầy đủ. Con này là không có báo số nha anh em. 14.000 đúng luôn, 14.000 cây. Mình đi Z1000 với lại Z8 thì Z8 nó tiết kiệm xăng hơn. Và cái con này á, nó cũng không có nặng lắm theo Minh á. Minh dắt cái con này với lại con Bentley 302 300 phân khối á, con này nó dễ dắt hơn luôn. Thì bây giờ dắt cho anh em xem thử ha. Nó không có gì khó lắm, nhẹ nhàng, nó nhẹ lắm. Nói chung là nó nặng hơn những con khác, nhưng mà đối với Minh thì nó nhẹ. Nó nhẹ hơn Bentley 302. Đó, thấy chưa? Nó là đơn giản, không có gì lui rồi. Minh là một người ốm nhơm ốm nhách, ốm nhơm ốm nhách mà dắt còn được. Mấy anh em đô con bự, anh em không biết anh em có xem Lý Minh nhiều không. Minh có một người bạn thân chạy chiếc này, anh Tạ Quân á, Tạ Quân nó chạy chiếc này màu hồng, nhìn rất là hầm hố luôn. Có thể thằng Tạ Quân đó, cái bạn Tạ Quân đó, cái ông Tạ Quân đó, nói chung cái thằng nhóc Tạ Quân đó là con xe Z8 này nè, ảnh sử dụng đi làm, đi chơi, đi tour là sử dụng hàng ngày luôn á anh em. Nó rất là linh hoạt. Quay gần tới đây anh em, làm ơn camera quay gần xíu, nói nó rất là mệt. Đó, rất là linh hoạt luôn. Vô phố là lạng lách luôn, rất là ok. Có mình thấy, theo mình thấy á, theo mà chơi phân khối lớn, chơi Z8 quá là hợp lý rồi, quá rẻ. Con này chỉ có 169 triệu thôi mà anh em có thể sở hữu đồ những cái dòng bốn máy rồi này nọ, rất là kinh khủng, rất là thích. Tiết bô rất là lực. Bô zin vẫn còn cho anh em coi nha. Anh em cứ nghĩ á là phân khối lớn con rất là nặng. Đây, qua đây bóp cho anh em xem. Con rất là nhẹ. Đây, thấy chưa? Rất là nhẹ luôn. Mọi thứ rất là ok. Xe rất là đẹp. Để mà tìm một con Z8 đẹp như vậy là cũng là hơi khó nha anh em. Con này anh em mua sang tên ủy quyền đầy được, hỗ trợ rút gốc cho anh em nha. Quay cho anh em xem dòng. Theo mình đánh giá thì rất là gấu. Anh em có biết không, có một YouTuber đó là Linh Xe Ôm Z800 gà con gái lấy xe này chạy xe ôm luôn nè. Tại vì cái độ linh hoạt của nó rất là ok, đi trong phố lạng lách đồ này nọ kia khác, với lại cái độ mà chở người phía sau rất là thoải mái. Cho nên cái bạn Linh Xe Ôm Grab đó, Linh Xe Ôm Z800 hay đi chở gái là dùng xe này đi quay vlog đó. Tại sao nhiều người nói tại sao không dùng những con khác chở mà lại dùng Z800? Tại vì Z800 rất là ok, chở người rất là ok nha anh em. Rồi bây giờ nói tới phần gì nữa. Một cái điểm là mình không thích cái gấp, phải chi cái gấp này nó uống lượng xíu nữa là rất là đẹp ha.
cái gấp này mà nó uống lượng xíu nữa thì rất là thích, rất là đẹp. Nhưng mà thôi, giá cái dòng giá như đó rồi, có 169 triệu à. Thì giá mới nó hồi xưa là 300 mấy chục triệu đó. Thì bây giờ so với những dòng 160, so với số tiền 169 triệu á, thì anh em chỉ có thể mua được Ninja 400 thôi, Ninja 400 mới. Còn bây giờ anh em có thể sở hữu Z800 hầm hố. Rồi anh em biết tại sao hôm nay chiếc xe màu cam quay tại 2K màu cam và Minh mặc áo màu cam lát nữa dành trường đua của mấy anh em quay clip, mấy anh em ra đánh chảy máu cam. Thôi anh em ngắm vòng nữa ha, thì con xe nó rất là mới ra già can luôn anh em. Để ngắm vòng nữa rồi mình kết thúc clip ở đây, chứ mưa quá với lại không có mic nói chuyện rất là đau cổ họng, hy sinh vì anh em đó. Quay vòng cho anh em xem cổ bô rất là can luôn, mới đi trời mưa mà vẫn rất là can, có bảo vệ các nước, xi nhan độ, chống đổ trước sau, bô SC tan nát tình làng chỉ sớm, SC kẹt bon. Rồi rồi anh em nhanh tay gọi cho Minh để đặt cọc con xe này nha. Mình nói luôn, những anh em nào đặt cọc trước thì mình sẽ để cho xe cho anh em trước. Mình rất là uy tín. Anh em liên hệ Zalo là 0916640653. Cầm xe đi. Bye bye anh em. Bây giờ mình phải nhường trường đua lại cho các anh em, bởi vì một anh đang đứng chờ đây nè, đang đứng chờ để sẽ đúc lại cho mọi người, hết mưa là chuẩn bị cho mọi người vượt xe. Rồi bye bye.